Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ trên tay một chiếc FC mới về của ICS. Và chiếc này là một chiếc thuộc dòng 7 series. Và chúng ta sẽ có một chiếc máy in-house. Mình sẽ mở hộp để anh em có thể thấy. Và đây thì chắc là anh em cũng không thấy xa lạ lắm với cả cái mẫu này, vì trước đây mình đã trên tay chiếc này màu vàng rồi, màu vàng Rose Gold. Chiếc màu vàng có mã là 710V4S4. Còn chiếc này của chúng ta thì sẽ có mã khác một chút. Và các bạn sẽ có chiếc này là một chiếc máy in-house chúng ta sẽ có trong tầm giá của chúng ta rất là tuyệt vời. Đây là có thể nói là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ có máy in-house giá tốt nhất tại thời điểm hiện tại. Với 22 đến 23 triệu là các bạn đã sở hữu trong tay một chiếc đồng hồ có độ hoàn thiện cực tốt và có bộ máy in-house rất là đáng mơ ước. Và nó là cái bộ máy mà gọi là gần như là khẳng định chất lượng của tất cả các dòng sản phẩm của các hãng. Và với chiếc này thì mình thực sự là mình thấy nó có một cái vẻ đẹp design thì anh em không thể nào phủ nhận với cái dòng Slimline này. Thì anh em có thể thấy là với cái dòng này thì chúng ta sẽ có những cái thiết kế cực kỳ đẹp, với cái bộ kim và cọc số cực kỳ mảnh và nó là cọc số vạch. Ở góc 6 giờ chúng ta sẽ có cái lịch ngày đó, và lịch ngày tất cả những cái chi tiết trên này thì đều được làm cực kỳ sắc nét và đẹp. Các bạn có thể thấy khi mà mình quay vào những dòng chữ Ferrique Constant Geneva cùng với đó là lịch ngày thì được in rất là tuyệt vời. Đó, bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm quả quýt và được khía rất là đẹp. Cái núm này thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để các bạn có thể là quay và các bạn có thể rất là dễ dàng để các bạn chỉnh giờ. Đó, với cái núm này thì chúng ta sẽ có đầy đủ ma sát. Và phía bên trái của chúng ta thì cái thân của chúng ta hoàn toàn trắng và chúng ta không có gì cả. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có bộ máy in-house, một bộ máy là đáng tự hào của FC. Với một nhà sản xuất non trẻ thì sinh ra năm 1986 thì thực sự là bộ máy in-house này thì nó quá là đẹp. Và bộ máy in-house này đã đem đến cho FC rất là nhiều cái giải thưởng. Đó, các bạn có thể thấy là cái độ hoàn mỹ của bộ máy này được làm rất là đẹp với dòng chữ Ferrique Constant Manufacturer ở phía trên. Bộ máy này có 28.800 tần số dao động, 26 chân kính và cùng với đó khoảng 42 giờ tích cóp. Đó, chiếc này của chúng ta chỉ có độ chống nước là 3 ATM cho nên là các bạn tuyệt đối nên là tránh chiếc này gần nước. Đó, và khi mình bắt đầu mình lên cóp thì các bạn có thể thấy là cái kim dây của nó với 28.800 chạy mượt mà cực kỳ luôn. Đó, đây là một chiếc có thiết kế đẹp, có tầm tiền rất là tuyệt vời và anh em có thể thấy là với cái mức giá đó thì hầu như là các bạn khó có thể mua được một chiếc nào với bộ máy in-house. Và chúng ta sẽ có đầy đủ những cái điểm rất là tuyệt vời trên chiếc này: bộ máy in-house, thiết kế đẹp, dây da cá sấu và chúng ta sẽ có khóa bướm cực kỳ tuyệt vời. Khóa bướm của FC là một trong những cái khóa bướm mỏng nhất mà mình đã từng trên tay đó. Trên đây thì chỉ là những cái nhận định của mình về chiếc này thôi, và các bạn có thể qua ICS để trên tay trực tiếp chiếc này. Chiếc này có size 42. Tuy nhiên với cái cách thiết kế của FC rất là thông minh, các bạn có thể thấy là cái phần thân của em nó được chuốt vào như này, cho nên là các bạn đừng có nghe thấy size 42 là sợ. Với chiếc này thì mình nghĩ nó đeo nó sẽ lắc nó cực kỳ ngắn, cho nên các bạn chỉ đeo tương đương khoảng 40.5 đến 41 thôi. Cho nên là anh em chỉ cần tay 16.5 là anh em có thể đeo chiếc này thoải mái. Tay mình 17.5 đeo chiếc này nhìn có vẻ hơi bé. Đó, các bạn có thể thấy. Dĩ nhiên là với chiếc này thì nó có độ dày nó vào khoảng 12.8 đến 13mm. Cho nên nếu như mà anh em nào tay tròn thì đeo sẽ đẹp hơn so với là tay dẹt. Rồi, trên đây là một vài cái nhận xét của mình về mẫu FC710 mới về của ICS. Và rất vui khi được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo sắp tới.